Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Dũng hay em tiếp tục quay trở lại với anh em trong chuỗi series mình chia sẻ về chiếc xe Jupiter nha. Thì ok, thì anh em biết á, thì nhân dịp là cái thời tiết của chúng ta thì càng ngày càng nóng, thì đôi lúc bản thân của mỗi người đôi lúc chạy ngoài đường cũng rất nóng, thì huống chi là chiếc xe của chúng ta. Thì anh em biết chiếc xe chúng ta nó khi mà chạy ngoài nóng thì nó tiếp xúc với ánh sáng cũng như là cái nắng nó nóng rất nhiều, thì có thể là nhờ anh em không biết cách chăm sóc xe trong lúc mà đi trời nắng thì nó sẽ cũng ảnh hưởng tới xe trong quá trình mình xài xe nha anh em. Thì Dũng cũng đã làm những cái video về chia sẻ về anh em bảo vệ xe trong những lúc lúc mà anh em đi mưa, thì nhân tiện đây Dũng cũng chia sẻ anh em khi mà anh em đi trong những cái mùa nắng nóng cực độ tầm gần 40 độ C trong thời gian này, thì anh em nên cần có một số cái lưu ý và cũng như một số cái cẩn thận để anh em xài xe nó bền và nó không có bị xuống máy trong cái mùa nắng này nha anh em. Ok, thì anh em mời anh em vào video này luôn nha. Thì ok, thì anh em biết khi mà chúng ta đi trời nắng hơi nhiều thì xe chúng ta sẽ cái mặt sơn, đặc biệt là cái mặt sơn của xe nó sẽ tiếp xúc ánh sáng rất nhiều. Nếu mà anh em hay dạng giống như anh em không có quan tâm cái sơn của anh em và đặc biệt là anh em sử dụng những cái màu sơn và xe chúng ta lựa chọn những cái màu sơn khác á, những cái màu sơn mà gọi là nó gặp ánh sáng nó rất dễ bay màu, giống như những cái màu mà sáng như màu đỏ, màu cam hay những cái màu giống như là màu mà hay chói á, thì những cái màu đó nó thường xuống màu rất nhanh. Thì anh em đi ngoài nắng á, mà anh em không biết chăm sóc đúng cách á, thì anh em chạy qua một cái mùa nắng thôi là xe chúng ta nó nhìn nó bạc màu, rất rất xuống màu, và cũng như là làm cho anh em thấy xe nó lẹ lẹ xuống quá và nó lẹ cũ quá. Đó đó là cũng cái lưu ý đầu tiên về khi anh em đi mùa cái nắng nóng nha. Theo cho anh em quan tâm trong khi mà anh em đi mùa nắng nóng thì cái dạng đó là cái phần lớp xe của anh em. Cái lớp xe thì anh em nó tiếp xúc trực tiếp với mặt đường hay là mặt nhựa gì đó, thì nơi mà chúng ta thường hay rất nóng, và khi mà cao su thì nó gặp nóng thì nó thường hay là nó rất giãn nở nha anh em. Đôi lúc anh em nên bơm vừa phải thôi, đừng có bơm cứng quá. Khi bấm cứng quá thì đi trời nắng gặp ở dưới mặt đường nó nóng nữa thì nó sẽ dễ phù và nó dễ hư cái vỏ xe của chúng ta lắm. Và đặc biệt là khi mà anh em sử dụng vỏ xe trong cái mùa nắng nóng này á, anh em nên xem lại cái vỏ mình cây nó còn tốt hay không. Nếu mà vỏ đã cũ rồi anh em nên thay luôn đi, chứ đôi lúc qua cái mùa nắng nóng này đôi lúc chạy nói chung là giống như là nó tiếp xúc nắng nóng á, nó bung ra, đôi lúc nó gây ra những cái sự việc giống như là ngoại muốn cho anh em, có thể anh em dẫn bộ hoặc hư luôn cái vỏ xe của chúng ta nha. Thì đó đó là phần vỏ xe anh em nên cẩn thận trong mùa nắng nóng này nha. Ok, cái mà mình muốn lưu ý anh em á, đó là mùa nắng nóng này thì anh em nên lưu ý cái phần gọi là phần bình xăng nha. Vì đôi lúc bình xăng là nơi mà chúng ta chứa rất nhiều xăng và nó rất dễ gây cháy nổ, và anh em nếu mà anh em mùa nắng nóng anh em nên cẩn thận mình đổ xăng vào buổi sáng, đổ cho nó nhiều nhiều xíu, anh em có thể đi nguyên ngày luôn hoặc đi 2-3 ngày ít có đổ tới đổ đổ lui. Đôi lúc anh em hết xăng buổi trưa nắng này nọ anh em cứ đổ tới đổ lui, khi mà mùa nắng nóng mà nó dễ gây cháy nổ và nó ảnh hưởng tới bình xăng của chúng ta, nó giãn nở liên tục, nên anh em cẩn thận trong mùa nắng nóng này nha. Ok, đặc biệt là anh em đừng bao giờ để xe ngoài nắng quá nhiều, đặc biệt là anh em đi làm đi chơi gì đó mà anh em gửi xe nhờ người ta giữ xe gì đó mà để ngoài nắng quá nhiều, và cái bình xăng thì nó tiếp xúc với ánh sáng nữa, thì anh em biết xăng nóng thì bên ngoài nóng bên trong nóng thì đôi lúc nó ảnh hưởng tới rất nhiều cái thứ. Trời mưa thì anh em cũng nên đem theo áo mưa, và trời nắng thì anh em cũng nên đem theo áo mưa, thì áo mưa chúng ta có thể tận dụng để trùm cái xe luôn, anh em có thể trùm nguyên cái xe luôn, anh em có thể sử dụng một cái áo mưa này. Còn mình thì mình vừa sử dụng áo mưa và mình vừa sử dụng một cái tấm bạt, gọi là cái bạt phủ trùm xe luôn anh em. Thì nói chung mà giá cả thì nó tầm trăm trăm mấy thôi, cũng chả tới 150.000 đâu, chừng 110.000 hay 115.000 thôi. Thì anh em đã có một cái để bảo vệ khi mà anh em gửi xe hay là đi xe ngoài nắng mà anh em không có để không có chỗ để trong những cái bóng râm, thì anh em cũng có thể sử dụng cái áo mưa hoặc những cái bạt xe chúng ta đem theo chúng ta phủ lên, vừa hạn chế vừa độ nóng của xe và vừa bảo vệ xe nó bền theo thời gian khi mà anh em đi mùa nắng nha. Ok, và nó không bị dạng giống như nước sơn chúng ta sẽ bị xuống màu theo thời gian nha.
Thêm một cái phần lưu ý cho anh em á, đó là khi mà đi ngoài trời nắng thì anh em vừa chăm sóc sức khỏe mình và vừa chăm sóc cho chiếc xe, thì anh em nghĩ anh em luôn đem hờ một chai nước lọc hay là chai nước suối gì đó, anh em có thể để trong cốp xe, và trong những ngày nắng nóng thì anh em tránh tình trạng để tất cả những cái đồ mà mình đã chia sẻ trong những video trước á, là có những món đồ anh em không nên bỏ vào cốp xe trong dạng mùa nắng nóng này nè, như điện thoại hay là những cái gì dễ gây nổ á, anh em không nên để trong cốp xe. Anh em có thể để trong cốp xe một chai nước suối hay gì đó, để thêm khi mà mình đi ngoài nắng á thì cái yên xe của chúng ta rất nóng, thì chúng ta có thể sử dụng nước để gọi giống như là để hạ nhiệt cái yên xe của chúng ta, và anh em cũng có thể đi lại cho nó thuận tiện trong quá trình mình ngồi trên xe nha. Ok, thêm một cái điều lưu ý trong anh em khi mà anh em đi mùa nắng nóng á, một số anh em thì cũng hay nóng ruột khi mà anh em chạy xe ở ngoài đường, anh em về anh em dạng giống như là anh em muốn rửa ngay, hoặc anh em đang đi đường, anh em đi quãng đường xa quá, anh em muốn rửa ngay, hoặc anh em ghé tiệm rửa xe anh em rửa liền, và anh em dùng nước của mình đem theo anh em làm giải nhiệt cho chiếc xe. Nhưng mà thực tế đừng nên làm vậy nha anh em, nếu mà anh em làm vậy thì máy nó đang nóng á, thì anh em làm như vậy, một á là cái vỏ xe của chúng ta nó đang nóng, anh em để chế thẳng vô cái vỏ xe thì làm vỏ xe nó rất dễ hư. Hai là cái máy của chúng ta đang nóng, anh em bỏ nước vô thì máy nó giãn nở, là nó dễ gây những cái dạng hở bạc và dạng làm cho máy nó xuống rất nhanh nha. Đó là phần lưu ý đi về cái phần mà anh em sử dụng nước hoặc rửa để giải nhiệt trong cái mùa hè. Ok, một phần lưu ý cho anh em đó là anh em những ngày nắng nóng anh em không nên chạy xe tối đa 2 giờ liên tục nha. Anh em nên chạy chia ra đôi lúc, và anh em nghỉ mệt khoảng nửa tiếng trở lên để hồi phục chiếc xe và hồi phục sức khỏe của anh em. Anh em không nên chạy xe quá thúc ga mạnh trong những cái mùa nắng nóng này, và không nên chạy quá giờ, tầm 2 giờ trở xuống thôi nha anh em. Ok, lưu ý cho anh em trong chạy xe trong mùa nắng nóng đó là anh em vẫn phải rửa xe và vệ sinh xe thường xuyên nha. Nhưng mà anh em đừng nên rửa xe trong lúc mà anh em đi trời nắng quá nhiều, và anh em không có cho nó nghỉ khoảng 1 tiếng 2 tiếng để cho nó hạ cái nhiệt rồi anh em hãy đi rửa, và lâu lâu anh em cũng rửa cho nó sạch, vì những hè nắng nóng thì đôi lúc nó sẽ bụi bặm rất nhiều, nó bám vào những cái chi tiết máy của anh em, đặc biệt là những cái dạng giống như là bụi bặm cũng không có thua gì mùa mưa đâu. Thì anh em nên tận dụng rửa xe để cho xe chúng ta sạch sẽ và chống chọi được qua những mùa nắng nóng. Ok, đó là phần lưu ý tiếp theo. Ok, thêm một phần lưu ý cho anh em á, đó là khi mà chúng ta sử dụng những dòng xe số thì nó không có cái dạng nước làm mát, thì anh em cũng có thể là nên cải thiện cái phần đó là phần nhớt xe nha. Anh em nên sử dụng những ngày nắng nóng là anh em sử dụng những cái loại nhớt xe, loại xịn và loại tốt có thể là phù hợp với xe anh em, chứ đừng nên sử dụng quá nhiều loại nhớt khác nhau. Ô thì nó sẽ làm cho nó xe nó cũng nói chung là giống như là anh em không có sử dụng cái gì là chính của mình hết, thì anh em cũng không biết sử dụng cái loại nhớt nào hết. Thì anh em nên sử dụng cái loại nhớt là anh em cảm thấy chạy nó im, nó bóp, nó phù hợp, và đặc biệt là sử dụng những cái loại xịn xịn xíu, vì khi mà trời nắng nóng này nè thì nó cần sự mát mẻ, thì nhớt nó rất tốt trong cái dạng giai đoạn này, nó phụ cho cái xe chúng ta mát mẻ, và nó thể là anh em chạy ngoài nắng nó cũng tự tin hơn. Ok, ok, thì nãy giờ mình đã chia sẻ anh em trong một số cái lưu ý và một số cái mà dụng cụ cũng như là một số cái chuẩn bị để anh em chạy xe trong những cái mùa nắng nóng, đặc biệt là những mùa nắng mà nhiệt độ rất cao, có thể là ba mấy 40 độ C, thì đôi lúc con người chúng ta cũng rất mệt, chứ huống chi là chiếc xe, mà đặc biệt là chiếc xe chúng ta là những cái trang thiết bị nó dạng nó cũng rất dễ bị nóng và rất dễ bị xuống màu. Thì anh em nên cẩn thận những cái ngày này để nó xe chúng ta vẫn còn mới trong những cái mùa khác nha. Ok, thì đó là một số chia sẻ của Dũng. Thì anh em mà cảm thấy video này hay và có dễ giúp gì cho anh em thì anh em nhớ nhấn like, chia sẻ, và anh em chưa đăng ký thì đăng ký kênh mình nha. Ok, thì hẹn anh em trong những video tiếp theo. Xin chào.